không có, mà không có chấp điếu với cái phần cái áo quan này á, là do chạy hàng tư ban cũng tài trợ một phần nào đó. Dạ. Vì vậy là tổng cộng hết trơn là chạy hàng tư ban chỉ nhận lại có 6 triệu mà thôi. 6 triệu là tẩn liệm này kia, rồi chôn này kia. Chôn đạo tỷ này kia đó, cũng như người ta nhận lại cái bằng 6 triệu đó, người ta cũng có nói cái áo quan người ta cho hết, cũng như mất cái bằng đó là người ta cho mướn lại những người mà tẩn liệm với đồ tẩn liệm với đạo tỷ đi chôn á. Dạ. Sao người ta nhận lại 6 triệu đó, còn người ta lại chợ hết. Cô chú quý mà quý nhà hảo tâm gửi cho em á. Dạ, em trích ra 1 triệu để giúp giúp cho bà. Dạ, anh cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi. Nói chung là cái này phần cũng rất là đông của Mạnh Thường Quân gom góp lại gửi cho em để em phát gạo á. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Lời nói đầu tiên thì Mentor gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Mentor nhận được một thông tin của bà cũng vừa mất, thì không có chỗ để làm đám tang luôn cô chú chị. Như các cái trại để làm đám trên đất của người ta cô chú chị. Bây giờ cái đường đi vô thế này nè. Cô bà nó nhiêu tuổi cơ? 55 nay nhiêu tuổi ta? Ồ, bây giờ là phải lội vô vậy đó hả? Trời ơi, rồi làm đám tang là trên đất nhà của người ta luôn hả? Thì không có đất, không có đai luôn. Trời ơi. Ôi, đây toàn là ruộng không nè cô chú chị. Thì nãy mới tới đi á, đi đường kia mà mưa sình lắm, đi không được, mới bỏ xe ngoài lộ nè. Giờ phải lội bộ vô đường ruộng. Mình thấy hoàn cảnh này quá khó khăn luôn thì mình tao xuống đây luôn để ghi hình rồi chia sẻ và giúp đỡ. Tại mình tao cũng nhận được cái số tiền của Mạnh Thường Quân đã gửi cho mình tao để phát gạo thiện nguyện vào ngày rằm tháng 7 á. Thì mình tao trích cái tiền của cô chú gửi thì mình tao xuống đây để trao những một ít kinh phí để cho gia đình để làm đám tang. Thấy đường đi quá khó khăn luôn, giờ đứa nhỏ nhỏ nó cầm dép luôn. Giờ mình tao mang dài mấy sao vô nữa nè. Một lát mà mưa khỏi ra luôn á. À. Rồi cô bà đây là không có đất, không có nhà luôn á cưng. Trời ơi. Rồi là lúc bệnh là ở đâu? Ở trên Sài Gòn hả? Rồi không có chỗ để trị bệnh. Rồi đem về luôn, yếu là đem về luôn hả? Yếu là đem về. Ờ, như là chả là không có chỗ làm đám tang hả? Rồi đem về quê làm. Mà làm ở dưới quê này là không có nhà, không có gì luôn. Rồi, ủa đã nhiêu tuổi gái? Dạ. Ủa, được bao nhiêu người con á? Hai người. Hai người con. Đâu đi nào? À, đây đây này. Thì hai người con là không có đất, không có đai, không có nhà luôn hả? Dạ. Mấy người con. Người con là không có nhà luôn hả? Dạ không, luôn ở chỗ hết anh. Trời ơi. Rồi mất đi không có chỗ để làm đám tang luôn của chú chị. Phải nhờ đất ruộng, đất vườn của người ta để có cái trại á. Là bội cũng hơi xa, của chú chị cũng hơi mệt nha. Thì để mình tớ đi tới đám thì mình tớ chia sẻ cho cô chú chị biết thêm về hoàn cảnh của cô bà ở đây. Nghe nói là làm đám tang có cái trại là che trại ở dưới đất của người ta luôn, rồi bệnh mấy ngày hôm nay nằm hấp hối là nằm cái trại đó luôn vậy đó, nghe nói vậy đó. Ôi, tiếng người đây cái mồ mã ông bà không à. Ồ.
Nãy mình tới vô cũng hơi sâu thì mình tới mới bắt máy và quay thôi chú anh chị. Thì cái đường đi không được luôn. Giờ mình tới chúng chưa biết hoàn cảnh như thế nào thì được anh em chia sẻ. Rồi nhờ mình tới xuống đây để ghi hình á. Mình tới thấy vậy mình tới chích kinh phí ra để quay hoàn cảnh. Nhưng mà mình phát gạo chỉ mong mọi người chỉ được 10 ký gạo thôi thì mình tới thấy gì? Mình tới chích cái tiền tiền ra để mua gạo, gửi tiền để cúng cho bà, để cho gia đình làm hậu sự. Ở trước nhà của ông ta nè. Đi lần trước đi. Này nhà của ai? Dạ. Nhà này nhà của ai? Con ta hả? Của bà nằm bên đây. Nè. Rồi, chào chị ạ. Ô này Lâm là. Dạ. Dạ. Dòng bên kia hả? À, dạ, nhà nhà này có ai? Nhà này ở nhà của đứa cháu thì bán không có nhà. À. À đi. Dạ dạ dạ. Dạ. Nè quay cái chị đi, chị đẹp quá với chị đi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, anh sao chị? Chị. Rồi bà không có có nhà cửa đó, ở nhà chỗ ở Sài Gòn. Rồi con mấy người con? Con hai thằng trai, đứa có vợ, đứa chưa. Rồi là không không nhà không cửa, ở nhà trọ không. Không có đất. Rồi đem bà hả? Lên ở trên Sài Gòn luôn hả? Ở Sài Gòn xong bây giờ về bị bệnh đó. Dạ. Đem về đây. Đất thì có người thứ hai. Rồi đem về đây lâu chưa? Nay nữa là về đây 4 ngày. 4 ngày là bà mất là mất ở ngoài trời luôn hả? Ừ, nằm ở đây đây có đây. Trời ơi, tội quá trời luôn cô chú chị. Tội lắm em ơi. Trời ơi. Đây là cái chỗ cái trại để làm đám tang cho bà nè cô chú nhỉ. Ừ. Dạ 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 dạ. Em chào anh ạ. Rồi. Rồi chào mấy chú ạ mấy anh ạ. Dạ. Dạ cho em xếp vô nhà xíu. Dạ dạ dạ. Ờ làm đám tang ở ngoài vườn luôn. Không có nhà luôn. Không có nhà luôn anh. Trời ơi, mới gặp làm luôn rồi. Hồi bà bệnh lúc đó bệnh nằm ở đâu? Đem về nằm ở đâu? Bệnh ở trên Sài Gòn rồi mới chuyển về đây. Cũng như ở đây cũng có bà con nằm nằm cái này rồi chuyển về đây mới mướn gặp vậy đó. Che ở đây. Che bà ở luôn hả? Trời ơi. Vì bà được hai người con hả? Hai người con. Trời ơi. Không có đất tiền cho mới mướn gặp rồi để đây rồi. Rồi tính dự tính là thiêu hay là mình chôn bà? Có người chị có miếng đất mà này đó rồi chôn ngôi này. À, chôn nhà đất. Có chỗ chôn. Dạ. Rồi đó. Thôi em vô chút xíu nè. Rồi em chào mấy anh ạ. Đây là con ruột của bà. Dạ. Anh thứ hai à? Dạ, thì em muốn chia sẻ hoàn cảnh của cô bà ha. Thì em nhờ hai anh qua đây ngồi đây để em ghi hình chút xíu. Dạ em chào hai anh ạ. Xin lỗi anh tên gì? Anh hai tên gì? Kiệt. Anh Kiệt và anh xin lỗi. Dạ, cái cụ bà hôm nay nhiêu tuổi anh? 70. 70 tuổi ha. Ồ, nghe nói là gia đình mình không có đất đai nhà cửa luôn ha. Dạ. Rồi anh hai anh là sống ở đâu? Hiện tại ở thành phố. Từ thành phố à? Thủ Đức á. Ồ, có nghĩa là anh sống ở chảnh rồi đem bà lên chảnh ở luôn hả? Nhà trọ đó lên chảnh thì phải lên chảnh. Ờ, anh ở bao nhiêu năm rồi? Nếu mà tính ra cũng lâu rồi. Tính từ hai mấy ba chục năm rồi. Ồ, vậy hai anh em ở với bà trên Sài Gòn hai mấy ba chục năm hả? Nhưng mà bà cũng có về quê này kia chơi rồi cũng lên xuống vậy thôi. Còn em ở trên đó lâu rồi. À. Dạ anh hai có gia đình được mấy con rồi? Hai đứa. Rồi anh Út? Chưa. Anh Út nay nhiêu tuổi chưa có gia đình? 43 rồi. 43. Sao giờ này mà cũng chưa có gia đình nữa? Dạ lớ... thì tại chưa có gặp ai hợp lý trên không được. À, một phần mình cũng nghĩ về hoàn cảnh mình đó anh. Dạ. Rồi ông bà xưa là quê là ở đây luôn hay sao anh? Quê ở lum chỗ chứ cái chỗ... ở chợ khu cũng có, ở Vĩnh Long cũng có, rồi mới đi nói chung là tùm lum hết, nói chung có nhà thôi. Nói chung là đi sống đủ chỗ, đủ tỉnh hết nè. Thì bà bệnh lâu chưa?
nói chung phát hiện ra thì cũng mới mấy tháng thôi, chứ còn không biết. Thấy rất là tội, tại vì bà sống hôm nay 70 tuổi mà không có nhà, không có cửa, hai anh nói chung là không có dư để cất nhà mà luôn anh. Em thì có hai đứa con thì mới nổi thì có thì ấy thôi, còn không có thì giúp được phần nào thôi chứ còn đâu có. Thôi hiện tại là anh ở bên vợ hay là ở nhà trọ? Ở trọ luôn hả? Vợ cũng ở trọ luôn. Rồi anh Út cũng ở trọ luôn, cũng ở gần luôn, nghe luôn hả? Trời ơi, vậy là mấy chục năm nay là không có dư mua miếng đất nhỏ nhỏ ở vườn luôn anh. Làm vừa đủ sống rồi. Dạ. Thế tội cho bà thì mất đi là không có được cái nhà đàng hoàng nên phải mướn cái trại để làm ở ngoài trại luôn nè. Rồi dự tính bữa nào mới chôn anh? Sáng mời anh, mời 9 giờ. Mời à. Dạ. Rồi bà về đây qua nay được bà con cúng giếng đông không? Ít thận ra đây thôi. Ra đây hả? Thì cũng mượn nhà bà con ở đây để nấu ăn kia anh. À, không chấp điếu à? Chiếu quá rồi đó, giờ mới sống đây. Không có sống đây cho nên không có chấp điếu. Cũng mới sai kìa. À, cũng như là bà mượn chỗ để làm đám, cũng như anh sau này anh cũng đi làm xa hết, nói chung là cũng hơi khó mình chấp điếu phải không anh? Ừ. Rồi mình áo quan này là mình mua hay là có ai giúp cho mình không? Có người tài trợ. Cái phần áo quan này cũng khoảng mười mấy triệu. Anh qua đây ngồi với mình. Tại hai anh thì ảnh hiền quá. Em hỏi cái nào anh nói cái đó. Dạ. Sửa cái áo này lại. Dạ. Anh là sao với gia đình anh? Cháu lấy cái miệng này. Cháu của người gì này. À. Cũng như là không có chấp điếu với cái phần cái áo quan này á, là do chạy hàng tư ban cũng tài trợ một phần nào đó. Dạ. Như vậy là tổng cộng hết trơn là chạy hàng tư ban chỉ nhận lại có 6 triệu mà thôi. 6 triệu là cũng như là phụ tẩn liệm này kia, rồi chôn này kia. Chôn rồi đậu tỳ này kia đó, cũng như người ta nhận lại cái phần 6 triệu đó, người ta cũng có nói cái áo quan người ta cho hết, cũng như cũng bắt cái phần đó là người ta cho mướn lại những người mà tẩn liệm với đồ tẩn liệm với đậu tỳ đi chôn á. Dạ. Sao người ta nhận lại 6 triệu đó, còn như người ta lại trợ hết. Dạ. Rồi anh, hai anh có tiền phần 6 triệu đó để trả cái phần đó chưa? Nói chung cũng có người tài trợ. Có người tài trợ hả? Chắc cũng kêu gọi mình thường quân để giúp đỡ ha. À, thì cứ anh lo được cái phần đó rồi phải không? À, còn như là ăn uống cúng kiến của bà này kia. Thì đó cái phần tài trợ đó thì nấu ăn này kia rồi. Dạ. Vậy là mình có được phần tài trợ phần đó là 6 triệu đó. Là mình đủ chưa đó? Em muốn hỏi là dạng như đủ chưa? Cái dù mà khó khăn gì thì có thể em kêu gọi cô chú của nhà hảo tâm có thể thương gia đình mình. Có mấy nhà mạnh thường quân nhà này kia cũng giúp đỡ, cũng có nhiều để dành mà lo cái đám với đồ đạc. Dạ. Rồi xong chôn xong là gì thờ bà ở đâu? Cái đem lên nhà trọ. Em lên nhà trọ hả? Dạ, nhà trọ để cúng kiến. Anh ngồi đó luôn nha. Ngồi đó. Dạ. À. Vì là bà mất là mất tại đây hay là mất tại Sài Gòn đến vậy? Tại đây luôn à? Dạ. Như ở Sài Gòn là bác sĩ chạy rồi đó. Dạ. Là mới là chạy rồi mới là chuyển về đây là được 4 ngày. 3 đêm. 3 đêm bà dì mới mất. À, thì cũng như bệnh xong đêm về đây rồi là ở ngoài trại này luôn hả? Ở ngoài trại này luôn 3 đêm rồi mới mất. Vậy là mình mướn trại để cho bà ở tạm đúng, vậy đó hả? Đúng rồi. Thì mấy anh về đây mấy ngày rồi? Bữa đưa má về là về luôn rồi. Về cũng thấy biết bà yếu là về theo luôn. Dạ. Yeah. Vậy là bà thì có hai anh thôi. Thì chú còn không? Mất luôn, không bà. Mấy năm rồi. Dạ. Vậy không bà xưa giờ là không có đất đai nhà cửa luôn á, chỉ sống nhà trọ thôi. Trời ơi.
nhưng là về đây nằm nghỉ cuối cùng đây là đất của nhà bà chị thứ hai. Rồi cha nó cũng mất mấy năm rồi, cũng về đây cũng chôn ở đây luôn rồi. Giờ mẹ thì cũng gần với cha nó, cũng nằm chung nó vậy. Vậy là anh Út ở với mẹ thường phải không? Còn anh hai thì ở bên vợ, ở cũng ở nhà trọ, ở bên vợ. Cái bên vợ ở trên vợ còn em cái bên. Cũng như là hai anh em mướn nhà trọ ở kế bên luôn. Dạ. Thằng Út thì ở chung với mẹ là ở phòng trọ riêng, còn hai chồng thứ hai này ở nhà trọ riêng, nhưng mà hai cái nhà trọ kế bên mướn chung vậy đó. Dạ. Thì hôm nay em xuống đây thì em cũng nhận được thông tin của anh em chia sẻ rồi hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Tiến, sinh năm 1955 của chúng chị, hiện thọ 70 tuổi. Thì địa phương đây là ấp Tân Tiến anh. Xã, xin lỗi, là này là thuộc huyện Càng Long. Thì em trích kinh phí của Quý Mạnh Thường Quân gửi cho bên tơ để phát gạo gầm tháng 7 này nè, cũng như ngày mai bên tơ sẽ phát. Thì mình ta trích cái tiền của cô chú gửi thì em gửi cho gia đình 1 triệu để làm hỗ trợ cho bà ha anh. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ video này lên, rồi có cô chú nào mà xem được video của em á, muốn giúp thêm thì em sẽ đem xuống gửi cho anh ha. Bây giờ em nếu mà không có mua gì nữa, em mua gạo em ginh vô đây rồi em xỉu nữa. Hên em không mua gạo á. Em thấy nhà ở ngoài đồng luôn mà lắm tan thì che cái trại, nhưng mà em mà ginh gạo vô nãy là em xỉu rồi. Đó vậy em... anh gửi tiền cho anh đi, thì đây là tiền của cô chú với mà quý nhà hảo tâm gửi cho em á. Dạ, em trích ra 1 triệu để giúp cho bà. Dạ, anh cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi, nói chung là cái này phần cũng rất là đông của Mạnh Thường Quân gom góp lại gửi cho em để em phát gạo á. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cái này cũng phần chung của Mạnh Thường Quân rất là đông lại gom lại cho bên tơ phát gạo, thì bên tơ trích ra cái tiền này gửi cho gia đình làm hỗ trợ cho bác á. Dạ. Rồi ngày mai là mình chôn 9 giờ. 9 giờ mà. Dạ. Rồi thấy rất là tội luôn. Mất không có nhà cửa đàng hoàng nữa. Rồi, hai anh thì cũng đi mừng ăn xa rồi, cũng ở nhà trọ không à cô chú nhỉ. Ước nguyện của ta hai anh như thế nào anh sau này? Anh hai. Nếu mà thấy cũng làm ăn được thì nuôi cho con ăn học vậy thôi chứ đâu có. Dạ. Chứ không nghĩ là mình về quê cất nhà không? Chưa làm ăn được mới có tiền mới cất ấy được chứ. Nếu chung... về đây cất nhà cũng không có đất. Hay cũng giờ đất em mua. Giờ đất cũng cao giá lắm. Dạ, muốn cất được cái nhà cũng phải vài trăm triệu mới đơn giản. Còn như anh Út bây giờ hay gì cũng nản ha anh Út. Muốn có vợ một phần mình phải có đất có nhà đàng hoàng, không kiếm bà nào mà cùng tâm ý nguyện của mình á, có thể mấy người ta mới ưng mình. Chứ bây giờ thời buổi bây giờ nếu mà cưới con nhà lành á, người ta cũng phải coi gia đình mình như thế nào người ta mới dám ưng mình. Nếu mà mình sống nhà trọ kia rồi làm bữa nào ăn bữa đó thấy cũng hơi khó khăn lắm. Rồi anh cũng là đứng ra phụ làm mấy bữa nay anh. Thì từ ngày mà gì này về đây tới giờ thì mình cũng chạy tới chạy lui lo trong và ngoài vậy đó. Thiếu cái gì thì mình chạy kiếm thêm. Tới lui phụ hở này kia. Nói chung là kinh phí là thì mình cũng kêu gọi người ta giúp đỡ mua hàng, mua gương kia anh, tận liệm kia. Cũng hai anh đâu có dư gì anh. Dạ. Làm bao nhiêu năm cũng không dư luôn à. Dạ. Bên em kêu gọi làm sao? Em chia sẻ lên phần em mình YouTuber. Dạ. Đây là trưởng ban anh Nam anh có biểu vài câu, anh cảm ơn chỗ em anh. Dạ dạ dạ. Ồ đây là trưởng ban đây ha. Dạ dạ. Anh nói đi. Làm sao nó cái này nói có thu vô vậy? Dạ anh nói đi anh. Dạ.
cũng như bên em là gì đang anh nói anh biết anh cảm ơn chỗ em á. Dạ bên em là bên thiện nguyện thôi. Thiện nguyện phải không? Dạ dạ, đi quay giúp đỡ ngoài cảnh nó khăn. Đội mình kêu bằng từ đội thiện nguyện hả? Em thì em có kênh để em giúp đỡ bà con á. Thì anh cứ nói bình thường. Anh nói anh xin chừng khoảng 1 phút 2 phút ha. Dạ dạ anh nói đi. Dạ. Dù cảnh anh hai anh cũng như là cụ bà như thế nào nhà anh chia sẻ giùm. Thì nói chung là cái gia đình của bà Nguyễn Thị Tiến sinh năm 1955. Yeah. Thì hiện nay thì cũng cư ngụ ấp Tân Tiến, yeah, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Yeah. Thì hiện nay gia đình bà nói chung là rất là khó khăn. Yeah. Coi như là không có đất đai, không nơi nương tựa. Thì bà là hiện nay bà có một cái căn bệnh đó là hết sức là hiểm nghèo. Yeah. Căn bệnh của bà là kêu bằng là khối u ác tính. Thì trong quá trình mà bà phải nằm bệnh viện ở thành phố thì gia đình cũng như con cháu và người thân thì hết sức là tận tình coi như là lo cho bà. Yeah. Thì đến vì bà cũng là tuổi cao sức yếu thì không may là bà đã tắt hơi thở cuối cùng vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 8 2024. Thì nói chung cũng đại diện chỗ hiện nay gia đình rất là khó khăn dữ lắm. Yeah. Thì đại diện chỗ địa phương, chính quyền địa phương cũng như gia đình và người thân chân thành cảm ơn. Coi như là trong cái mấy anh em trong cái đội thiện nguyện hết sức là quan tâm đến gia đình nghèo cũng như gia đình khó khăn. Thì mong rằng là các cái chương trình sau thì đội thiện nguyện sẽ giúp đỡ cho bà con cho nó nổi đi bớt cái khó khăn hơn. Thì cuối lời thì chắc cũng chân thành cảm ơn là cái trong anh em trong đội. Dạ. Thì xin hết. Dạ, cho con hỏi xíu, như cô bà quê quán là tại đây luôn hả? Quê quán ở chỗ khác nhưng mà hiện nay cư trú ở đây, mình nói là nơi cư trú. Dạ. Còn bà cũng như bà tạm trú ở đây trong thời gian, còn bà quê là gốc là chắc ở trong phải đây. Không có chính sách để không phải có là tụi anh đằng này lo, còn tại bà không có hộ khẩu, bà không có như đây á, mình ra bà ở sống rồi đó, giờ chỗ nơi khác đó, thành ra là địa phương không có xét cái này kia cái nọ. Dạ. Cho bà nói chung là chỉ tạm trú thôi. Đúng rồi, tạm trú. Dạ. Những ngày Tết, những ngày giỗ, những ngày gì lớn đó thì gia đình có người thân có gì à, vì tại vì đây là chị hai. Dạ. Gốc của chị hai đây, gốc chị hai đây. Dạ. Thành ra không có ở đây thường, tại vì người ta quy định đó là mình phải ở đây 6 tháng. Phải. Dạ. Trên 6 tháng mới được, là ở đây mới được là những cái nhu cầu gì của địa phương á, người ta mới xét được. Còn dạ, bỏ địa phương rồi trên 6 tháng là mình không xét được. Dạ. Thành ra bà cũng hơi rất là khó khăn chỗ đó. Dạ. Thì qua quá trình vậy đó thì bà có đúng đây, đến đây thì gia đình đi địa phương chỉ nhờ mấy cái anh em mạnh thường quân vậy đó. Dạ. Giúp cho bà thôi. Dạ. Chứ, chung là không có được xét duyệt trong chính sách của đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Vì mình bỏ rời địa phương 6 tháng là không được. Dạ. Không thì em cũng hy vọng em đăng video này thì có cô chú nào tiếp tục đồng hành phụ. Nói chung là bây giờ bà thì cũng được mạnh thường quân đã tài trợ áo quan rồi thì nãy nó có kinh phí thì cũng có được mà con cũng giúp đỡ chút đỉnh. Nói chung thì bây giờ cũng không có chấp điếu nữa. Dạ, thì bây giờ trước mắt thì em đem tiền em cúng thôi chứ bây giờ em cũng không dám kêu gọi nữa, tại vì nó giờ một phần bà ở đây khó khăn. Thì về nhà cửa cũng như mấy anh ở đây có thể em chia sẻ em giúp được, còn như bây giờ thì chắc em chia sẻ này thôi. Chừng nào ví dụ bà ở đây có thể em kêu gọi giúp đỡ cho gia đình này kia được, còn như trước mắt thì em lấy tiền của quý mạnh thường quân để em cúng dường thôi. Dạ. Bây giờ mình cũng dám kêu gọi tại vì bà thì giờ cũng mất rồi, cũng không có đất đai, không có nhà cửa, còn hai anh thì ảnh sống thì ở trên Sài Gòn đi làm xa không à. Đúng rồi. Nếu mà nhận tiền của mạnh thường quân thì cũng hơi khó, mà biết giúp cho anh biết ở đâu. Ví dụ mà anh nhà cửa thì anh cũng không có nữa, và đất đai cũng chưa có, nó cũng hơi khó. Dạ. Thì em có con cảm ơn chú ha. Dạ dạ dạ. À, đây là cái khó của bà này, của chú chị năm nay 70 tuổi. Thì lễ nhập quan lúc 22 giờ ngày 15. Đồng quan ngày 15 luôn. Thì của bà hôm là ngày nhập quan lúc 11 giờ đêm của chú chị. Thì buổi sáng ngày mai sẽ đem của bà đem đi ăn nghỉ.
Rồi thì Minh Tơ cũng xin tạm dừng video tại đây, thì Minh Tơ sẽ cập nhật ghi hình tiếp tục gửi cô chú chị xem. Thì thấy hoàn cảnh của cô bà thì bây giờ Minh Tơ cũng chỉ trích cái phần tiền của cô chú nhà hảo tâm gửi chúng ta để phát gạo, thì Minh Tơ trích cái tiền đó Minh Tơ gửi cúng về cho gia đình để làm hỗ trợ cho bà. Minh Tơ cũng xin cảm ơn quý mạnh thường quân của nhà hảo tâm rất là nhiều. Rồi Minh Tơ cũng xin cầu nguyện cho bà được siêu thoát, được về với cõi Phật. Rồi thì Minh Tơ hẹn cô chú chị xem tiếp theo sau của Minh Tơ.